ta cùng đọc đề bài bài số 1 nào, là cho tam giác ABC có góc A bằng 90. Tam giác ABC có góc A bằng 90 rồi. Đó là kẻ xong. Và đường cao AH, đây là đường cao AH. Gọi IK theo thứ tự là trung điểm của HA và HC. Y là trung điểm của HA đây. Thì là đánh dấu luôn hai gạch bằng nhau. Hai ký hiệu đoạn này bằng nhau. Và HC là K là trung điểm này. Đây. Hai đoạn bằng nhau có ký hiệu giống nhau. Rồi. Tiếp theo, qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BC đặt thước vuông góc. Đây rồi. Đấy. Cắt IK tại E, mình kéo dài IK ra cắt tại E. Và yêu cầu chứng minh ý thứ nhất là IH bằng CE. Đây là cái ý khởi động. Các con nhận thấy là không có gì khó khăn cho cái ý này. Đúng không? Ta làm thế nào để giải quyết bài toán này ạ? À, vâng ạ. Đây là hai tam giác này là hai tam giác vuông, là tam giác HIK và CEK. Vì cái định hướng của nó tôi xin nhắc lại một chút là để chứng minh được hai đoạn thẳng bằng nhau mà nó nằm ở hình học vậy. Đúng không? Thì thường là chúng ta sẽ đi chứng minh hai tam giác chứa hai cái đoạn đó bằng nhau. Để ta suy ra cặp cạnh tương ứng sẽ làm sao ạ? Bằng nhau, đó là cái phương pháp chung của toán vậy. Cho nên ở đây chúng ta sẽ chứng minh ngay hai tam giác này bằng nhau và nhìn thấy ngay có cạnh HI. À không phải, có đây đây đây, có HK bằng gì? KC. Và đây là hai tam giác vuông không? Và chúng ta có hai góc này là đối đỉnh chưa? Hai góc này vị trí này thì nó đang chỉ đây là hai góc đối đỉnh này. Đó là đặt tên là IKH và EKC. Thì các con có thể nói là hai tam giác vuông bằng nhau thì là cạnh góc vuông góc nhọn kề. Hoặc nếu mình chỉ ra thêm góc vuông nữa thì đương nhiên chúng ta sẽ có là góc cạnh gì? Góc góc cạnh góc. Và suy ra cặp cạnh tương ứng này sẽ bằng nhau chưa? Đây là một bài toán cực quen thuộc, đúng không nào? Không có gì khó cả. Chúng ta sẽ đến với phần lời giải cho ý nha. Thầy nào sẽ giải ý A bên này. À, giải ý A bên này. Như vậy chúng ta sẽ đi xét tam giác HIK CHIK và tam giác CEK. Chúng ta đọc đúng thứ tự nha. Đấy, và viết chỉnh luôn ngay từ đầu đúng luôn. CEK có yếu tố thứ nhất là hai góc này bằng 90, mình nói ra là IHK IHK bằng KCE hoặc là ECK đều được cả bằng nhau vì cùng bằng 90 độ. Ý thứ hai là mình có HK bằng KC cho lập thiết. HK bằng KC cho lập thiết. Đúng không nào? Ý tiếp theo nữa mình có hai góc ở vị trí này đối đỉnh. Này, có hai cái chỉ đạo. Đó chính là IKH bằng EKC. IKH bằng EKC. Lý do thầy viết tắt nhé. À, nó vừa đối đỉnh. Khi thi các con phải ghi là đối đỉnh, còn bình thường thì nào ghi chữ A, chữ D mũ 2 là đối đỉnh, nhưng khi thi là phải ghi đều. Được chưa? Có ba yếu tố này rồi. Thì chúng ta sẽ kết luận là tam giác là HIK bằng tam giác là CEK theo từng trường hợp gì ạ? À, ghi này cho nó gọn ạ. Góc cạnh góc ghi này là thông minh hơn so với cạnh góc vuông góc nhọn kề quá dài. Và hai tam giác này bằng nhau thì đương nhiên cặp cạnh tương ứng sẽ làm sao ạ? Bằng nhau. Và thế nên chúng ta sẽ suy ra là IH bằng CE mở ngoặc đây là cạnh này. Cạnh tương ứng. Mình kết luận vậy. IH bằng CE mở ngoặc điều phải chứng minh. Các tình yêu chữ bài và điểm. Thế thì các con nhìn vào cái bài toán này thì chúng ta nhận thấy là không khó đúng không? Nhưng ví dụ chẳng hạn người ta đổi một cái tình huống nho nhỏ một chút thôi thì đòi hỏi học sinh phải quan sát một chút xíu. Ví dụ nhé, cái bạn này ví dụ là người ta sẽ đẩy sang cái độ khó tí xíu nữa thôi, đó là gì ạ? Đó là người ta yêu cầu chứng minh là AI bằng CE hoặc có một câu hỏi là người ta nói là AI bằng CE. À, thầy đã đang mở rộng cái bài toán này cho các con một chút. Thế thì nếu chứng minh AI bằng CE là các con đang loay hoay, đúng không? Là con thưa thầy, con không nhìn thấy cái tam giác nào nó đựng cái cạnh AI này để nó bằng với anh CE. Thì các con biết rằng là trong cái quá trình làm những cái bài toán khó thì bao giờ hàm ý của tác giả đều muốn nói đến là
nếu làm trực tiếp không được thì ta sẽ làm gián tiếp. Đấy, cho nên mình sẽ quan sát ngay vào hình, mình thấy ngay là AI mà chứng minh trực tiếp bằng CE không được thì ta sẽ quay sang đi chứng minh với anh em họ hàng nhà nó, gồm có những đoạn nào bằng AI. Có nhìn thấy ngay là IH bằng AI. Vâng, nó đặt ra câu hỏi tiếp là nếu chứng minh được IH bằng CE thì bài toán sẽ được giải bởi vì IH bằng AI. Đấy, con hiểu chưa? Đấy, cho nên ở đây là chúng ta nghe, nếu mà mình quan sát thì nó đổi câu hỏi đến chút là nó đang độ khó nó khác ở đây, nhưng mình vẫn bình tĩnh mình làm được. Để dạy các con là dạy các con tìm lời giải những bài toán, mình bình tĩnh thôi, hiểu chưa? Có con hiểu chưa nào? Nếu người ta thay bằng cái câu này thì mình chỉ cần vẫn đi chứng minh hai cái tam giác bằng nhau bình thường, xong mình lại có mà AI bằng IH, IH AI bằng IH, từ đó suy ra CE sẽ bằng gì? AI ngay, đúng chưa? Rồi thì bây giờ sang cái ý thứ hai, bài toán sẽ được hỏi tiếp như sau, là chứng minh cái tam giác ACI bằng tam giác EIC thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Chứng minh tam giác ACI, ACI thì, bây giờ nhiệm vụ chúng ta phải nối nó lại, đúng không? Khi nó mới hình thành được tam giác vào là như vậy, mình sẽ nối C với I để cho chúng ta sẽ nối ạ. Nối C với I ra được tam giác ACI bằng tam giác EIC, EIC hai tam giác này bằng nhau là vì sao? Các con cùng suy nghĩ ít phút. Thế thì để chứng minh tam giác ACI bằng tam giác là ECI thì mình đã có ngay cái thằng IC là cạnh chung này, có anh AI bằng CE, quan sát nhanh thì cùng bằng gì đấy, IH rồi, và còn thiếu mà góc xem giữa đã bằng nhau. Thế thì chúng ta nhận thấy là xem liệu nó có bằng nhau không, quan sát thấy ngay đây, nhìn thấy ngay trên hình là hai cái đường này nó song song vậy, AH và CE song song nhau vì cùng có góc ở BC, từ đó suy ra có góc soi ra trong bằng nhau, và đương nhiên thì nó phải đổi ký hiệu của nó khác nhau, bởi vì gì là ký hiệu như này nó thành bằng nhau hết rồi, đúng không nào? Như vậy ta sẽ kết luận hai tam giác đấy bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh và ra bài toán. Như vậy bây giờ việc đầu tiên mình phải chỉ ra được hai cái đường này song song đã, thì giải thích cho người học một chút, nó nói là gì nào? Vì AH vuông góc với gì? BC theo giả thiết này, và CE cũng vuông góc với BC theo giả thiết này. Rồi từ đó chúng ta sẽ suy ra AH sẽ song song với gì ạ? CE. Ở đây là theo gì? Tính chất rồi nhá. Rồi ta có song song rồi, bây giờ lắp vào thôi, đủ cái yếu tố chưa? Thì hai cái ý là CE bằng AI cực đơn giản, bởi lý do mình có thể nói là nó cùng bằng gì đấy ạ? Cùng bằng IH, nó không phải chứng minh ngoài nữa. Rồi hai cái đường này song song rồi, tí nữa mình sẽ nói luôn rồi, mở ngoặc soi lên trong rồi thì mình chứng minh nó song song rồi. Chúng ta sẽ lắp vào set rồi, set tam giác ACI, rồi ACI và tam giác EIC có thứ nhất là có cạnh AI sẽ bằng cạnh CE, mở ngoặc vì cùng bằng gì ạ? Và cùng bằng IH. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là mình có IC là cạnh chung, đúng không? IC là cạnh chung của hai tam giác. Yếu tố thứ ba là mình có góc AIC sẽ bằng góc ECI. Vâng ạ, mở ngoặc là soi lên trong. Kết hợp những cái yếu tố này, chúng ta sẽ suy ra là tam giác ACI sẽ bằng tam giác ECIC. ACI. Đúng rồi, chứ phải là EIC, chuẩn tương ứng rồi. Mở ngoặc ở đây là gì ạ? Cạnh góc cạnh. Và mình kết luận là vậy. Tam giác ACI bằng tam giác
EIC mở ngoặc điều khoản chứng minh. Đi thi cũng phải ghi chữ điều khoản chứng minh mà nhé. Ở đây chúng ta nhiều khi không bớt thời gian mình đi vào tắt rồi. Chúng ta sẽ đến với cái ý C này, các con nhìn này. Người ta bảo đi chứng minh IK song song với cả AC vô cùng đơn giản, bởi vì chúng ta đã vừa đi chứng minh được cái tam giác là ACI bằng tam giác ECI. Thì mình sẽ nghĩ được ngay là có các góc bằng nhau, tương bằng nhau không? Mà để chứng minh được hai đường song song với nhau thì thường chỉ ra các góc ở vị trí soi leo trong hoặc đồng vị nào bằng nhau. Thế con nhìn đi, hai tam giác vừa rồi con vừa đi chứng minh là ACI này, các cái này, và tam giác EIC thì suy ra các góc nào nó ở vị trí soi leo trong của hai cái đường IK và AC. Và tôi sẽ mượn tạm cái này nhé, tôi ghi số 1 vào đây. Đây, hai góc này bằng nhau ạ. Không phải là hai góc tương ứng không? Hai góc tương ứng của tam giác là ACI bằng tam giác là EIC rồi. Mà hai góc này ở vị trí soi leo trong so với hai cái đường thẳng đấy IK và AC thì cắt về một đường thẳng thứ ba thì hai góc này ở vị trí soi leo trong chưa? Ô, hai góc ở vị trí soi leo trong, bây giờ tôi đã giải thích nó bằng nhau. Thế hai đường đó sẽ làm sao ạ? À? Song song, đúng không? Nhưng tránh trường hợp như cái bài toán mà nó có độ dài chúng ta không nên ghi số ở đây. Bởi vì lý do vì sao ạ? Vì sau này nó có những đường kẻ thêm nữa. Cho nên mình thích thì mình ghi bằng chì, mình quan sát là sau này mình đọc. À, thì đó sẽ có con mẹo như này nhé. Mình cứ để đấy nhưng mình đừng ghi. À, mình sẽ có là mình sẽ nói là hai góc này bằng nhau, suy ra hai góc này bằng nhau. Mà nó ở vị trí soi leo trong, suy ra hai đường này sẽ làm sao đã nào? À, bạn là gì ạ? Thì đó sẽ làm sao nhỉ? Nhau và nhau cho nó sẽ nói nhá. Hai góc vị trí soi leo trong mà bằng nhau thì hai đường thẳng sẽ không. À, đấy là cái ý thứ nhất đấy, đúng không? Tiếp theo nữa này, IK bằng 1/2 AC. Thì thầy dạy các con rồi, nếu mình chứng minh trực tiếp không được, mình sẽ thông qua gì? Gián tiếp. Thế con nhìn cho thầy trên hình vẽ này, con nhìn thấy là IK nó sẽ bằng 1/2 hay nào? 1/2 IE. Đúng rồi. IK bằng 1/2 IE. Dạ, vì sao ạ? Vì ngay từ đầu mình chứng minh được hai cái tam giác vuông nhỏ này. À, thầy đang chỉ với thầy. Đó là ECK và IHK bằng nhau không? Thì hai cái đoạn này bằng nhau chưa? Hả? Hai đoạn này bằng nhau rồi chứ không phải IK bằng 1/2 IE chưa? Thế IE nó có bằng AC không? Thì xong rồi, đấy là gián tiếp đấy. Các cái bài người ta chuyển sang gián tiếp, đang nó tăng độ khó lên thôi. Còn bài trực tiếp thì đương nhiên là phải dễ rồi, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ đến với ý đi chứng minh song song trước, chúng ta sẽ nói là gì? Thì tam giác ACI bằng tam giác ACI bằng tam giác EIC theo chứng minh trên CMT. Từ đó mình suy ra góc EI1 thì thầy đã đọc luôn là EIC, đúng không? EIC sẽ bằng ICA mà ngoài đây là góc tương gì? À, tương biến. À, hai con này ở vị trí gì ạ? ICA ở vị trí so le trong. Từ hai cái yếu tố này thì chúng ta sẽ suy ra được là IK hay là IC. IK được, cái này không cần thiết đâu, phải nói IE suy ra song song dài quá. IK song song với gì nào? AC theo gì? Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, được chưa? Tiếp gì nữa đây ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có cái gì nữa đây nhỉ? Song song rồi, bây giờ còn 1/2 nữa thì đơn giản chưa? Đấy, vì hai tam giác bằng nhau cho nên IK bằng EK, đúng không nào? Vì chúng ta tiếp là gì nào? Vì tam giác HIK bằng H đi từ vuông là CEK theo chứng minh trên. Từ đó mình suy ra là IK bằng KE mở ngoặc là cạnh gì? Hoặc là hai cạnh tương ứng được, đúng không? Hai cạnh tương ứng. Rồi, từ đó mình suy ra IK sẽ bằng 1/2 I gì? Ba điểm này thẳng hàng là ta cho rồi. À vâng, IE, cảm ơn.
mà IE lại bằng AC chưa? Không. Mà IE lại bằng AC. Vì sao? Vì hai cái tam giác là ACI bằng tam giác EIC. Rồi, ta lại kết hợp hai cái yếu tố này, chúng ta sẽ suy ra gì con? Suy ra điều gì nhỉ? Thành IK bằng 1/2 AC chưa? Là IK bằng 1/2 AC. Và bây giờ mình kết luận thôi. Vậy IK song song với AC và IK bằng 1/2 AC mở ngoặc điều khoản chứng minh. Ở cái bài này nhé, đó, các bạn học tốt và gửi đến thiêu xin giỏi nhớ cho thầy ở đây. Từ cái bài này chúng ta rút ra một công thức cực quan trọng luôn, mình vừa chứng minh xong. Đó là trong một cái tam giác nhé, như để ý cho thầy nhé, trong tam giác AHC chẳng hạn, chúng ta có đường IK này là đường nối trung điểm của hai cạnh. Thì cái đường này nó sẽ song song với cạnh còn lại và bằng một nửa cạnh còn lại. Đấy, đường nối trung điểm hai cạnh của một tam giác thì nó luôn song song và bằng một nửa cạnh còn lại. Đây, trung điểm I là trung điểm của cạnh thứ nhất, K là trung điểm của cạnh thứ hai. Thì đường nối hai trung điểm, cái đoạn này này, đoạn nối hai trung điểm nó sẽ song song với cạnh còn lại và bằng một nửa cạnh còn lại. Các bạn ôn thi học sinh giỏi cho nên nhớ lưu ý đây là một cái công thức rất quan trọng. Hay là làm những bài thi khó. Chúng ta sẽ đến với cái ý thứ tư ở trong cái bài toán này. Thầy đưa ra là chứng minh là BI vuông góc với cả gì ạ? AK. Hay chà chà. Bình thường là không được kẻ nét đứt, nhưng tạm sẽ kẻ nét đứt một chút để chúng ta sẽ đánh dấu hai cái đường đó trên hình xem nó thế nào. Ok. Vâng. Bây giờ mình đi chứng minh là vuông góc thì coi như là vuông góc đi lắm. Để mình dùng cái thủ thuật là mình lật ngược lại bài toán con ạ. Tức là bây giờ là BI là vuông góc, đương nhiên chúng ta phải đi chứng minh đúng không? Tôi giả sử nó vuông góc trước đi. BI vuông góc này, AK vuông góc này. Thế thì trong tam giác ABK mình có mấy đường cao nào? Hai đường cao đó là AH và BI cắt nhau tại I, chứng tỏ I là trực tâm của tam giác. Thì hôm trước các con được thầy giáo dạy rồi là trong một tam giác ba đường cao cùng đi qua một điểm, đó là tam giác ABK. Không, đây có đường cao thứ nhất này, đường cao thứ hai này. Thế thì AKI nó sẽ là đường cao còn lại đúng không? Tôi sẽ chỉnh cái này một chút ạ. Thế thì KI là đường cao còn lại. Các con ơi, các con nhìn là sắp ra rồi. Thế bây giờ tôi sẽ xoay ngược lại là em hiểu ý rồi. Như vậy là bây giờ con chỉ cần đi chứng minh cho thầy KI nó vuông góc với cả AB thì bài toán sẽ được giải ngay. Tôi sẽ đọc nha. Nếu bây giờ đi chứng minh KI vuông góc với AB, thế thì trong tam giác là ABK có đường cao thứ nhất là AH, đường cao thứ hai là KI. Nó cắt nhau tại đâu? Cắt tại I. Thì đường cao còn lại chính là BI. Vì ba đường cao cùng đi qua một điểm, tôi đã biết được hai đường cao rồi. Thì đường cao còn lại xuất phát từ đỉnh và đi qua cái điểm cố định đấy không? Thì là BI là đường cao, tức là BI sẽ vuông góc với cả gì đấy? AK. Đấy, nhìn thấy chưa? Tôi xin nói lại một lần nữa cái thủ thuật giải của nó như sau. Việc mình đi chứng minh BI vuông góc với AK, thì đầu tiên mình cứ phải kẻ vào là xem thế nào. Bằng các con kẻ bằng chì trước đi. Đó. Rồi con để con dò là giải, nếu không mình cứ kẻ mực vào ngay nhiều khi nó bị rối, hiểu không? Để xem mình có kẻ đường phụ gì không. Thế thì bây giờ con đang đi chứng minh, con gặp khó khăn rồi con ạ. Con sẽ dừng lại, con sẽ dùng thủ thuật để thầy dạy. Đó là con sẽ lật ngược lại bài toán. Đấy, đó là dùng từ cái đề bài này, từ áp số này. Đang đi chứng minh vuông góc, bây giờ coi như là vuông góc rồi nhé. Coi BI là vuông góc rồi. À, chúng ta sẽ quan sát này. Nếu mà BI vuông góc rồi, với cả AK này, chỗ này là vuông nhé con. Được chưa? Đấy, BI cho vuông này nhé. Thế thì mở rộng ra cho anh, chúng ta mở rộng cái góc nhìn ra một chút này thì cái tam giác là ABK. Nó thành mấy đường cao? Đường cao thứ nhất là BI, đường cao thứ hai là AH. Chúng cắt nhau tại I. Thì các đường cao này cùng đi qua một điểm, điểm đó gọi là trực tâm của tam giác. Định lý là ba đường cao cùng đi qua một điểm. Được chưa? Rồi, thế thì có phải là KI phải là đường cao còn lại không? Đúng không? Ồ, thế thì bây giờ mở ra bài toán là liệu mình có đi chứng minh được KI vuông góc với AB không? Nếu mình chứng minh được KI vuông góc với AB thì tương tự thì tam giác ABK sẽ có đường cao AH và đường cao KI cắt nhau tại đâu? Tại I. Thì ba đường cao phải cùng đi qua điểm I, tức là BI là đường cao còn lại. BI là đường cao còn lại, tức là BI sẽ vuông góc với cạnh đáy AK chưa? Đấy, nào bây giờ như vậy chúng ta xem nào.
Bây giờ mình chỉ cần giải thích được KI vuông góc với AB là bạn đoán được rồi. Thì ý trên này có sử dụng gì không nhỉ? IK song song AC. IK song song AC. Ô đây rồi, AC có vuông góc với AB không? Có không? AC vuông góc với AB, thế thì IK nó có vuông góc với AB không? Có rồi, hai đường thẳng song song. Có một đường thẳng vuông góc với anh AB thì đường thẳng còn lại cũng vuông góc chưa? Rồi xong rồi, thế là tam giác ABK. Chúng ta có đường cao thứ nhất là AH, đường cao thứ hai là KI. Chúng cắt nhau tại đâu? Tại MI. Thì suy ra đường cao còn lại là BI chưa? Mà đường cao còn lại là BI, tức là BI sẽ vuông góc với cả AK. Vì chúng ta biết rằng đường cao luôn vuông góc với cạnh đáy thôi. Yeah. Và định ý là ba đường cao cùng đi qua một điểm và đoán đã được giải. Như vậy chúng ta sẽ đến được cái ý D như sau. Thế bây giờ thầy nào sẽ nối nó thật nhá. Thầy nào sẽ nối thật như này. Đấy, bây giờ thầy nào chỉ cần nối tới đây thôi. Nối thật đã nhá. Đây, ví dụ cái số 1 này là con lấy 7 con xoắn, con đỡ dối. Đấy, bây giờ con nối thật tới đây. Nối đi vậy. Đây nhá. Này con đường này giống vuông góc thì mình phải đi chứng minh không? Nào bây giờ chúng ta sẽ có nhá. Và có gì nào? Vì vì gì ạ? IK thì song song với A gì? AC mà AB lại vuông góc với AC không con? IK vuông góc song song với AC là theo chứng minh trên. AB vuông góc với AC. Cái này theo giả thiết rồi, tam giác này vuông tại đâu? Vuông tại A rồi. Thì có phải là các con sẽ suy ra được là thì là AB vuông góc với IK. Được rồi, đây là theo tính chất này. Đúng không? Đường thẳng AB vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc nốt cho anh còn lại. Chuẩn chưa? Và bây giờ chúng ta xét tam giác. Tam giác gì ạ? ABK. Tam giác ABK có hai đường cao, đường cao là đường cao thứ nhất là và đường cao thứ hai mình vừa chỉ đó là y gì đấy, y k, cắt nhau tại đâu ạ? Y rồi, cắt nhau tại y nên y là trực tâm tam giác. Nên y là trực tâm. Ba đường cao cùng đi qua một điểm người ta gọi là trực tâm. Nhiều bạn học hay bị nhầm sang đường trung trực. Đấy. Trực tâm tam giác ABK. Rồi, thế thì ba đường cao cùng đi qua điểm y thì tự nhiên đường cao còn lại là BI rồi, đúng không? Nên rồi bây giờ suy ra BI là đường cao còn lại. Là đường cao còn lại của cái tam giác ABK. Đây là theo định lý rồi, nói trước chúng ta sẽ có cái chuyên đề là ba đường đồng quy trong tam giác, rồi ba đường nào trong tam giác sẽ cùng đi qua một điểm của nó, đúng không? Ba đường trung tuyến cùng đi qua một điểm đó được gọi là gì? Trọng tâm của tam giác. Ba đường phân giác cùng đi qua một điểm đó có khoảng cách từ ba cạnh của góc bằng nhau. Ba đường trung trực cùng đi qua một điểm đó có khoảng cách tới ba đỉnh của tam giác là bằng nhau. Còn ba đường cao chỉ cùng đi qua một điểm thôi. Theo định lý rồi. BI là đường cao còn lại của tam giác ABK. Từ đó có phải là đúng là BI bây giờ có phải vuông góc với cả gì nào không? Vuông góc với AK chưa? Đó là đường cao thì là vuông góc với gì? Phải không ạ? Là mình kết luận thôi. Vậy. BI vuông góc với AK mở ngoặc điều phải chứng minh. Bài 2 là cho tam giác ABC vuông tại B, thầy kẻ xong và có góc C bằng 30 độ. Vâng, thầy sẽ ghi nhỏ lên chút xíu nha. 20 độ đây. Rồi, ok. Tia phân giác của góc A, đây tia phân giác thì là ký hiệu hai con này bằng nhau. Cắt DC tại D đã kẻ xong. Kẻ DI vuông góc với AC, kẻ DI vuông góc với AC, đúng chỗ AC đã kẻ xong. Yêu cầu chứng minh AB bằng AI, chứng minh AB bằng AI sao mà lại dễ thế như vậy?
À, để chứng minh được hai đoạn này bằng nhau chắc chắn chúng ta dùng luôn trực tiếp rồi, có cần phải gián tiếp không? Bởi vì nó nằm ở ngay hai tam giác và quan sát thì ngay đúng hai tam giác này bằng nhau không ạ? Hả? Hai tam giác này bằng nhau trong trường hợp gì? Ai nói có thể nghe được? Mời bạn Nguyên Anh nhận lấy thầy nào. Hai tam giác này bằng nhau trong trường hợp gì? Cạnh huyền các ngọn, đúng không? Vậy đây là hai tam giác vuông chưa con? Có cạnh huyền AD đối diện với hai góc vuông, cạnh bờ đối diện với hai góc vuông người ta gọi là cạnh huyền và góc ngọn bằng nhau không? Nhá. Hai tam giác là BAD và IAD bằng nhau đúng không? Đấy, thì ta suy ra cặp cạnh tương ứng sẽ là sao? Bằng nhau. Rồi. Triển lời giải. Nếu mà chúng ta sẽ có là xét tam giác B tập từ vuông này, BAD đúng thứ tự luôn. Đấy, B A, D và tam giác khi từ vuông là I, A, D. Rồi, có cái gì ạ? Có góc B này mình ghi từ đấy đi. D, B, A. D, I, A. D, I, A. Bằng 90 độ. Bằng 90 độ. Có DA là cạnh huyền chung. Hoặc có bạn ghi là DA là cạnh chung cũng được. Nhưng mà vì cạnh huyền nó thúc mình ghi luôn này cho nó anh chăng. Tại sao mà ồ ôn bạc. À góc này bằng nhau nữa. À có là góc là góc này có tên là BAD. BAD bằng IAD. À vâng, vì AD là phần giác của góc gì? BAC. Rồi, đủ yếu tố chưa ạ? À, ta sẽ chấp nhận kết luận được rồi. À, tam giác BAD, đúng không? BAD bằng tam giác IAD theo trường hợp cạnh huyền. Góc nhỏ. Rồi, và từ đó ta suy ra các cạnh BA bằng AI, đây là hai cạnh tương ứng. Quá đơn giản, vậy AB bằng AI mở ngoặc điều phải chứng minh. Vâng, chúng ta sẽ đến với cái ý B ạ, à, là thầy giáo cho tiếp ý thứ hai là gọi M là giao điểm, gọi M là giao điểm của ID và AB. À, thầy giáo đã kẹp xong ở đây, được chưa? Để ID kéo dài, AB kéo dài cách nhau thật M. Và yêu cầu chứng minh tam giác là DMB, DMB là tam giác vuông ở chỗ này, đúng không? Bằng tam giác D CI cũng là một tam giác vuông. Thì các con đã nhìn thấy những lý do để kết luận được hai tam giác này bằng nhau chưa? Và khi học hình học ấy thì các con lưu ý cho thầy là chúng ta cũng phải tập một chút cái trí nhớ ở chỗ này. Thế thì lúc trước mình đi chứng minh hai cái tam giác vuông này bằng nhau, đúng không? Là tam giác vuông này bằng nhau thì ta có được điều gì? Ta có được IA bằng AB, còn ta có được DI bằng DB, đó là cặp cạnh tương ứng. Ta còn có các cặp góc tương ứng bằng nhau nữa. À, nếu mà chúng ta kể ra thì như vậy là chúng ta nhớ trong đầu rồi. Thì như vậy khi đến sang cái phần là cái tam giác là DMB và DCI là hai tam giác vuông thì mình có ngay cặp góc vuông, cặp cạnh góc vuông thứ nhất bằng nhau chưa? À, do hai cái tam giác mình vừa chứng minh là bằng nhau. Thứ hai đối đỉnh chưa? Đúng không? Đối đỉnh rồi chứ có phải là góc cạnh góc không? Hoặc là cạnh góc vuông góc ngoặc kề chưa? Rồi tốt rồi. Như vậy bài toán ở phần B đã được giải. Chúng ta đến với phần B. Như vậy mình có thể chứng minh trực tiếp luôn rồi, không cần cái gì chứng minh phụ nữa. Đấy, chỉ ra những yếu tố rất đơn giản. Chúng ta xét tam giác DMB và tam giác DCI có góc DBM này bằng góc DIC này
đi cùng màn 90 độ. Đằng nào cũng nói về tam giác vuông hoặc chúng mình tự nhiên nói về 90 độ. Thứ hai là BD bằng DI này. Cái này thì mình phải giải thích vì lúc trước mình đã chứng minh tam giác là BAD. Vì tam giác ABD chẳng hạn. ABD. ABD đọc được tương ứng là AIB. Tam giác AIB. AID. Được. Đây, hai cái này bằng nhau. Do hai tam giác này bằng nhau là ABD. ABD và AID. Rồi. Có gì nữa ạ? Có hai góc đối định. Đúng không? Đấy, chúng ta có thể nói lên định hướng cho chúng mình nhìn được. Nhìn được cho các bạn nhìn thế này. Thì nếu mình lấy tẩy thì tẩy đi. Cho đỡ rối vậy. Còn bây giờ mình đánh dấu tạm lên mình nhìn cho nó rõ. Thế là hai góc này bằng nhau chúng ta sẽ có góc gì? MDB bằng D2 chính là CDI. Lý do đối nghịch. Rồi kết hợp những yếu tố này, ta đã có thể kết luận được tam giác DMB bằng tam giác DCI theo trường hợp gì? Cạnh góc vuông, góc nhọn kề hoặc có thể nói là góc cạnh gì? Góc. Thì này thích hơn. Thầy dạy các con thủ thuật ghi từ ngắn gọn vẫn đúng rồi. Phải không ạ? Bây giờ kết luận là gì? Thì ta chỉ cần kết luận thôi vậy. Tam giác DMB bằng tam giác DCI mở ngoặc điều phải chứng minh. Rồi, tốt rồi. Đơn giản không? À, dựa vào đó thì thầy giáo sẽ mở rộng cái bài toán này lên một cái ý bài toán khác, đó là như sau. Phần C. Chế là nghe ở thầy này, phải không? À, thế phần C thì nào nói thì thầy giáo phải chứng minh rằng AD vuông góc với cả MC. AD vuông góc với MC. Thế không cần kẻ thầy cũng nhìn được ra rồi. Đúng không, anh nhìn thấy. Chúng ta nhận thấy rằng là để chứng minh được AD và vuông góc với AD này, vuông góc với MC thì vừa cái bài toán số 1 thầy dạy các con rồi. Thì chúng ta sẽ mở rộng cái hình ra một chút đi. AD vuông góc với MC và các bạn đã phát hiện ra được lời giải rồi, đúng không, là dựa vào đường cao. Chúng ta sẽ mở rộng ra quan sát cho thầy cả cái tam giác ACM. Các bạn nhìn thấy chưa? Thì chúng ta có đường cao thứ nhất gì đây? CB. Đường cao thứ hai MI cắt nhau tại đâu? D. Thì D là trực tâm tam giác. Như vậy đường cao còn lại phải đi qua D và đi qua đỉnh A, tức là AD là đường cao còn lại. AD là đường cao còn lại thì nó vuông góc với CM. Bài toán đã được giải. Nó giấu đi chút xíu thôi, đúng không? Đấy. Có những lúc mình nhìn gần, có những lúc mình phải nhìn đi xa ra một chút. Người phải có tầm nhìn. Nhưng nhìn xa quá lại không biết nhìn gần thì đi chỉ có dẫm vào bạn vũng bùn. Bãi bùn. Thế cho nên là một con người mà giỏi ấy, thì người ta phải biết nhìn xa nhưng vẫn phải biết nhìn gần. Nhìn xa quá không biết nhìn gần thì đi chẳng ngã, đúng không? Có phải không ạ? Ok, bắt đầu tiến hành cái gì lần giải ạ? Chúng ta sẽ nói là gì? Xét tam giác thì MCA có hai đường cao. Hai đường cao gì nhỉ? À, MI và C gì? CB. MI và CB cắt nhau tại đâu ạ? Cắt nhau tại D. Nên D là trực tâm. Trực tâm tam giác nào con? Tam giác mở rộng ra là M MCA. Được chưa? Rồi, D là trực tâm của tam giác. Từ đó suy ra DA là đường cao còn lại. Một tam giác có 3 đường cao mà, nó có 2 đường rồi. Chứ qua đường D thì DA là đường cao còn lại, là đường cao còn lại của tam giác MCA. Đây là theo định nghĩa định lý. Rồi, DA là đường cao thì đương nhiên DA phải vuông góc với gì ạ? MC. Được chưa? Và kết luận thôi. Đấy. DA
vuông góc với MC mở ngoặc đều phải chứng minh. Rồi, tốt rồi. Thì bây giờ nói tiếp đến một ý D. Thì bảo là yêu cầu là chứng minh rằng đây hơi nhỏ liên tiếp vào đây là tam giác MCA đều. Đó, vì sao tam giác là đều? Đường vẫn chưa sử dụng một tí nào của góc bao nhiêu độ đấy ạ? 30 độ. Không có chuyện người ta cho thừa. Đúng không? Để chứng minh một tam giác đều không khó, chúng ta có những cách như sau. Cách 1 chỉ ra nó có 3 cạnh bằng nhau. Đúng không? Cách 2 mình chỉ ra một tam giác cân có một góc bằng bao nhiêu độ? 60 độ. Đúng không? Cách 3 là cái cách rất quan trọng mới học bây giờ đây. Đấy, được ứng dụng để sử dụng vào cái bài này, nó vẫn được sử dụng từ 2 đấy, tức là tam giác cân có một góc bằng 60 độ nhá. Thế thì tôi sẽ nói đây, còn để chứng minh một tam giác cân ạ. Tam giác cân. Nói lên một tam giác cân ạ. Cân nhá. Thì chứng minh một tam giác cân, cách thứ nhất là chỉ ra có hai cạnh bằng nhau. Cách thứ hai chỉ ra có hai góc bằng nhau. Và bây giờ chúng ta là có một cách mới, là cách thứ ba. Thì hôm trước, buổi trước thì đã dạy các con chuyên đề về các đường đồng quy trong tam giác. Thì thầy nói rằng là nếu một cái tam giác cân nó có đường xuất phát từ đỉnh của nó thì nó sẽ là một trong bốn đường còn lại. Ví dụ đường xuất phát của tam giác cân, đúng không ạ? Tôi sẽ nói qua một chút xíu xin nha. Một cái tam giác cân thì AH là đường cao mà nó cân tại A thì đương nhiên nó sẽ trở thành kia phân giác, trở thành đường trung trực, nó trở thành đường trung tuyến, tức là suy ra là hai cái đoạn dưới đây bằng nhau, BH bằng AC. Ok, thì nó có cái định lý nghịch đảo, đó là gì? Một cái tam giác con ạ, một cái tam giác mà một đường nó là các đường còn lại thì tam giác ấy là tam giác cân. Hoặc thì ở cái bài này nó sẽ mở ra ở cái ý D, tôi sẽ chứng minh theo hai cách, nhưng mà tí nữa viết vào lời giải thì viết một thôi. Tôi sẽ chứng minh bằng cách mới đẹp nhất. Tức là đầu tiên thầy giáo sẽ hướng đến nó cân trước nhé. Thầy sang thầy giáo sẽ hướng đến nó cân. Thì tam giác A, C, M, các tình hiệu của thầy nhìn thấy ngay. Nó sẽ cân tại đâu? Cân tại đây. A. Vì có AD là đường cao. Mình vừa chỉ lúc trước. Và AD là đường phân đến. Phân giác. Nên tam giác A, C, M là tam giác cân. Đây là cách giải thứ nhất. Để đưa về nó cân. Nói thế là xong luôn. Được chưa? Mà nó cân. À, mình có góc này bằng 30. Thì góc này có góc này bằng 30 thì cả cái góc A lớn chỗ này sẽ bằng bao nhiêu con? 60. Trong tam giác BCA vuông tại B thì hai góc nhọn còn lại phụ nhau tổng bằng 90 chưa? Đấy, cho nên là C bằng 30 là góc A này bằng 60. Thế thì tam giác ACM là một tam giác cân mà lại có một góc bằng 60 độ thì nó là tam giác gì? Đấy là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai, chúng ta sẽ chứng minh tam giác ACM là một tam giác cân bằng cách chúng ta nhận thấy là mình có IA bằng B, à, AI bằng AB chưa? Có chưa? Có ngay ở phần A. Đấy. Có cái ý nữa là CI bằng MB chưa? Rồi do hai cái tam giác vuông mình vừa chứng minh bằng nhau đây này. Như vậy tổng của nó cộng lại chính là CA và AM bằng nhau không? Một tam giác có hai cạnh bằng nhau thì tam giác ấy là tam giác gì? Cân. Lại có điều kỳ lạ là góc này bằng 60. Tam giác cân một góc bằng 60 độ thì nó trở thành tam giác gì? Đều. Ok. Đấy, hoặc một tam giác cân lại cân hai nơi được tùy. Đấy, thì góc này bằng 30 thì góc A lớn là trở bằng 60. Các con. Thì tam giác cân của một bằng 60 độ thì nó là tam giác đều. Và chúng ta sẽ tiến hành quá trình ghi cái lời giải. Phần D này. Chúng ta nhận thấy là chúng ta sẽ làm theo cái cách mới đi. Cách cũ dễ rồi, đúng không? Chúng ta xếp tam giác ACM có DAD vừa là phân giác và vừa là gì? Là đường cao.
đúng không? Đấy, trong một tam giác một đường xuất phát từ một đỉnh nó là hai đường thì nó là tam giác cân. Từ đó chúng ta suy ra là tam giác ACM cân tại đâu ạ? À, cái cũ thì mình biết rồi, còn mình học cái mới nữa thì mình thêm cái năng lượng đó học trong cơ thể mình, đúng không? Trong cái đầu của mình. Của cân mở ngoặc theo dấu hiệu nhận biết tam giác gì cân rồi. Nó cân rồi, bây giờ mình sẽ chỉ ra cái này bằng 60 độ rất đơn giản. Nó sẽ xét tam giác ABC vuông tại đâu? Vuông tại B. Thì chúng ta suy ra cái góc A lớn ở đây, góc A lớn ở đây sẽ là gì ạ? Là BAC sẽ bằng 90 độ trừ đi góc BCA và bằng 90 độ trừ 30 độ bằng bao nhiêu độ? 60 độ đánh dấu mà. Đây là 1. Và đây là mấy? 2. Từ 1 và 2 thì chúng ta suy ra là tam giác ACM thì đều, đúng không? Đấy, cân cân có góc bằng 60 độ là đều. Đây là theo dấu hiệu nhận biết tam giác đều. Đây là kết luận thôi. Vậy tam giác ACM đều mà ngoặc điều phải chứng minh. Chốt nốt một cái ý cuối cùng là ý E. Rồi, đó là gì ạ? Tính độ dài đoạn. Tính BC biết C bằng 4 cm. À đây, chúng ta cùng nghe. Như vậy là có bạn đã tìm ra hướng, nhưng mà quan trọng là nhiều khi đi thi học sinh giỏi thì dùng được tính chất đó, còn nếu mà làm bài thi học kỳ thì không được dùng. À, thế thì đi thi học sinh giỏi thì chúng ta nhớ là người ta cho cái tam giác này bằng 30, thì cái cạnh BA này đối diện với góc 30 nó sẽ là một nửa cạnh viền, thì mình sẽ ký cái ngay thằng này là 2. Tam giác là CBA vuông tại B, có thằng CA là 4 rồi, BA là 2 thì dùng Pythagore là mình sẽ tìm ra CB. Thế trong đề thi sinh giỏi thì mức độ nó sẽ phức tạp hơn nhiều, như lúc đó chưa ra được. Thế thì ở đây để chứng minh được tam giác cái tính được này thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Thì các con rất đơn giản này, thì các con nhận thấy là cái tam giác CMA là tam giác gì rồi? Đều. Để chế ra cái câu đều này các con dễ làm đấy. CMA là tam giác đều. Thế thì CA mà bằng 4 thì MA sẽ bằng mấy? À con, tam giác CMA là tam giác đều thì CA là 4 thì MA là 4, đúng chưa? Ồ, mình lại có CB là đường cao thì nó cũng là đường trung tuyến không? Theo tính chất chưa? Như vậy B là trung điểm của MA chưa? Như vậy AB cũng sẽ bằng một nửa của 4 là mấy ạ? À, chết thì bà, tôi lại là 4 nè. Rồi. Thế là mình tìm được CB chưa? Ok, bắt đầu giải bài. Chúng ta thấy là vì tam giác AC ở đâu? Đúng không? ACM đều theo chứng minh trên. Từ đó chúng ta sẽ suy ra là MA sẽ bằng AC và bằng mấy? 4 cm. Tiếp tục ạ. Do CB vuông góc với cả MA, đúng không? Rồi theo giả thiết, cho nên chúng ta suy ra là MB sẽ bằng BA. Tại sao ạ? Vì tam giác ACM đều. Đấy, mình đang giải thích nhá. Cái câu này này, CB vuông góc với MA, CB vuông góc với MA suy ra MB bằng BA, MB bằng BA. Vì tam giác ACM đều, vì tam giác ACM đều đều thì đường cao là đường trung tuyến hoặc là đường trực, được chưa? Rồi, có hiểu thế nào? Nó bằng nhau rồi, cho nên từ hai yếu tố này ta suy ra là phần tính là BA sẽ bằng MA trên mấy ạ? Trên 2 và bằng 4/2 và bằng 2 cm, được chưa nào?
Rồi nhá. Thế A bằng 2, bây giờ mình áp dụng định lý Pythagore. Cho tam giác A, B, C có gì? Có BC bình phương là cạnh góc vuông bình phương bằng cạnh viền AC bình phương trừ đi cạnh góc vuông bình phương còn lại và bằng 4 bình phương trừ 2 bình phương 16 trừ 4 còn mười mấy ạ? 12. Chúng ta suy ra BC bằng căn bậc 2 của mười mấy? Xấp chỉ là bằng gì gì đó đúng không? 3,46 đúng không? 46 thì thành 3,5. Vậy BC bằng 3,5. Bài toán đã được giải. Và thầy đã sẽ gửi lên trên nhóm cho chúng ta thêm một số bài hình học nữa nhé, để các con về đọc và tìm hiểu thêm. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.